Rồi hôm nay lại tiếp tục bắt cá nữa nha cô chú anh chị. Cá cá khủng nha. Cá hồ câu, cá tra, cá nhiều lắm. Cá to. Nó đủ ăn đó nè.
Thank you.
Ở ngoài sau, nhưng mà ấy là cá chim, giống cá chim đó là nó thẳng người rồi.
ông ơi. Thank you.
Bye.
Thank you.